Một nam tài xế điều khiển xe ô tô di chuyển trên đường cao tốc đã bất chấp nguy hiểm dừng xe để nhặt một chiếc thùng phi rơi giữa đường. Sự việc xảy ra tại cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Theo đoạn clip được đăng tải, sự việc xảy ra vào 20 giờ ngày 20 tháng 3 trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Thời điểm trên, khi các phương tiện đang di chuyển tốc độ cao trên đường, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông điều khiển xe ô tô dừng xe vào làn đường khẩn cấp, chạy lại phía sau để đẩy một chiếc thùng phi bị rơi vào lề đường. Anh Lưu Minh Tuyên, sinh năm 1989, trú thành phố Hải Phòng, tài xế trong vụ việc cho biết, khi đang di chuyển trên đường, phát hiện chiếc thùng phi bị rơi gây nguy hiểm cho các phương tiện, anh đã dừng xe để xử lý, vứt chiếc thùng phi ra khỏi làn đường. Đang đi cao tốc, một cái thùng phi nó rơi giữa đường cao tốc này, anh em này phải chạy ra, nguy hiểm quá. Mình cũng sợ những anh em xe khác đi sau mà đâm vào, chắc chắn nữa đâm vào này, tai nạn nặng luôn, kinh quá. Anh em chạy đường dài phải chằng buộc nó đồ cẩn thận nhé. Xe mình đỗ tí bên kia phải quay lại đây này. Đấy, mệt quá anh em ạ. Tôi tiếp tục hành trình nhanh, đỗ cao tốc nguy hiểm lắm. Cũng theo anh Tuyên, thời điểm trên anh đang cùng em trai di chuyển ở làn giữa cao tốc hướng Hà Nội Hải Phòng với tốc độ tối đa 120 km. Mặc dù trời tối nhưng anh may mắn đã kịp phát hiện nên không xảy ra va chạm. Sau khi về nhà an toàn, anh Tuyên đã đăng tải đoạn clip được người em đi cùng ghi lại lên mạng xã hội. Qua đó mong muốn các tài xế điều khiển xe ô tô tải nên chằng buộc hàng hóa cẩn thận, tránh làm rơi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều tỏ sự khen ngợi dành cho người tài xế. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc dừng xe trên cao tốc là cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt người đàn ông trên lại chạy ra giữa đường trong điều kiện thiếu sáng. May mắn vụ việc không xảy ra sự cố đáng tiếc.